Lam. Chỗ này có chỗ đỗ thoải mái luôn anh ạ. Đấy, chỗ này đỗ thoải mái. Xách ra đấy. Chỗ nào đi nào, chỗ nào đi nào. Chỗ trong xe thì công ty gì đấy. Họ đối diện đấy thôi. Đối diện đấy để đi vào một cái công ty. Công ty nó có cả một cái sân rộng đó cho gửi xe đấy. Hôm mai thì xuất mà. Thôi không cần đâu. Mai đây rất đông. Vâng. Mai đây là ăn uống đúng không? Vâng. Hà Nội nó chỉ thế thôi. Vâng, đấy. Thôi anh chịu khó bác nhá, em cảm ơn. Vâng. Đấy vâng, cảm ơn các anh nhá. Chúc đi về tiệm được bình an. Vâng. Bây giờ về luôn. Giờ về luôn. Không về luôn. À chưa, mai. Bây giờ phải đi gửi chuyển số ở đây này. Vâng. Một phòng công nghệ luôn. Vâng, nhất trí. Vâng. Chúc chăn nuôi thành công anh nhá. Chuyên gia về giống cây trồng vật nuôi đấy. Hà Giang. Đi nhá. Khách hàng này là đây là người nhà nước chuyên về giống cây trồng vật nuôi của tỉnh Hà Giang, các cán bộ về mua trứng dế về để chăn nuôi nhân nuôi. Các bác ấy gửi xe ở đằng kia. À thế à? Hả? Không. À thế à? Không chả thấy cái gì, hoặc là ông kia cầm máy. À, thế thì anh kia cầm máy rồi, thế là chị cũng không để ý. Đi đâu rồi xinh ấy? Em đi bên kia cái. Dạ. Yeah. Em về em lấy em đưa ra cho chị nhá. Cho chị đỡ phải vào. Thế nào cũng được. Vâng, thế à, mấy